Phương có thể chia sẻ thêm với mọi người không? Dạ, em phải cảm ơn một lần nữa anh Bình Minh với chị Huyền, tại vì mọi người nãy giờ dành cho em rất là nhiều những cái lời khen, nào là người truyền cảm hứng rồi tất cả mọi thứ. Nhưng thật sự em nói là em phải cảm ơn các anh chị, là bởi vì nhờ ngày hôm nay chị Huyền mời em tới đây, và khi em coi clip này, thật sự khi em coi em rất là xúc động, nhưng mà bằng mọi giá em không có muốn khóc. Thật ra nếu mà những người yêu mến em trong thời gian vừa qua, các cô chú, các anh chị quan tâm em thì thấy rằng là đã rất nhiều lần em phải khóc. Em khóc không phải là bởi vì em sợ, cũng không phải là bởi vì em yếu đuối, mà em khóc là bởi vì em nhận được quá nhiều những cái sự yêu thương của tất cả mọi người, từ đồng nghiệp cho đến khán giả, cho đến thậm chí những người em không hề biết mặt, không hề biết gì về họ cả, nhưng mà họ vẫn trao gửi cho em rất nhiều những cái tình cảm đó. Và ngày hôm nay em còn phải cảm ơn một điều nữa, rằng em coi clip xong em thấy em không lạ gì hết, bởi vì Hạnh An là một cô bé là đúng nghĩa là một chiến binh mạnh mẽ, dũng cảm. Thứ nhất là bởi vì Hạnh An còn trẻ, và chính vì cái tuổi trẻ đó phải đối diện với cái sự gọi là một điều kinh khủng cuộc đời mình, nó sẽ khó khăn hơn em rất nhiều. Ít ra em cũng đã có một khoảng thời gian được sống với cái đam mê của mình, được có những cái cống hiến dù không phải là nhiều nhưng đã làm được. Em cũng đã là mẹ, tức là em cũng đã có thành phẩm của mình, em cũng là một người con, tức là những điều đó em cũng đã có được. Cho nên là khi đối diện với cái chuyện mà căn bệnh đến, em nghĩ đó là điều phải đến. Và khi nó đến rồi á, mình không có tìm hiểu lý do, nguyên nhân, tại sao, tất cả những điều đó nó chỉ là những cái thứ mà để cho mình bận tâm thôi. Mà việc của mình phải làm là mình phải giải quyết từng vấn đề, công việc, gia đình như thế nào. Từ đó nó tạo cho em sức mạnh. Và ngày hôm nay em chứng kiến Hạnh An, em chỉ nghĩ một điều rằng là có thể là cuộc chiến này là một cuộc chiến không cân sức cho cả em lẫn cho cả Hạnh An. Con đường đi này dài hay ngắn, tất cả chúng ta chỉ có ước nguyện, không ai trả lời được. Nhưng mà Hạnh An đã để lại cho chúng ta một điều, đó chính là sự lạc quan và niềm tin. Và cho dù là cuộc chiến này thành công thì quá tuyệt vời, nhưng nếu cả em và Hạnh An ở giờ phút này hoặc một giờ phút nào đó ở trong tương lai, tụi em dừng lại, tụi em vẫn cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện bởi vì những điều tụi em đã đi qua. Đó là chia sẻ của em ạ. Vâng, chúng ta có thấy ngưỡng mộ một cái cô gái bé nhỏ đáng yêu như thế này không ạ? Mai Phương ơi, ngày hôm nay sẽ có một món quà bất ngờ dành cho em. Em có muốn biết món quà đó là gì không? Thôi tất nhiên là bây giờ chúng ta bật mí vâng, luôn đi. Vâng, chúng ta xin mời món quà đó sẽ xuất hiện trên sân khấu này ạ. Vâng, xin được mời phép mời ra sân khấu nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi. Vâng, chị Chi ơi. Xin mời chị. Vâng, chắc hẳn rằng quý vị cũng hết sức ngạc nhiên tại sao nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi xuất hiện ở trong chương trình nhân văn như thế này, mà ý nghĩa như thế này, mà lại mặc bộ đầm lộng lẫy kim sao hột liệu như thế. Vâng, và trả lời ngay câu hỏi và cũng như thắc mắc quý vị. Và chị Trịnh Kim Chi sẽ giúp chúng tôi, sẽ giúp ban tổ chức đấu giá bộ đầm này ạ. Một cái điều nữa Mai Thu Huyền chia sẻ thêm về bộ đầm này một chút. Đây là một bộ đầm dạ hội của nhà thiết kế Ngọc Hồng. Có thể xin mời nhà thiết kế Ngọc Hồng đứng lên cho mọi người được biết không ạ? Vâng, đây là nhà thiết kế Ngọc Hồng đã mất rất nhiều tuần để kết tỉ mỉ từng hạt ở trên cái đầm này. Một cái đầm rất là đẹp. Và khi mà tôi, cái này là xin mạn phép riêng, Mai Thu Huyền quyết định mời Mai Phương đến, thì Mai Thu Huyền muốn có một món quà đặc biệt dành cho Phương, và Phương hoàn toàn không biết món quà này là gì. Và chúng tôi quyết định là toàn bộ số tiền đấu giá của riêng bộ đầm dạ hội này thôi, ngày hôm nay chốt ở mức giá bao nhiêu thì toàn bộ số tiền đó sẽ được gửi tặng cho Mai Phương, và Mai Phương không được phép từ chối. Và điều này không phải Mai Thu Huyền làm một mình. Mai Thu Huyền đã hỏi ý kiến nhà thiết kế Ngọc Hồng về điều đó và bạn đã đồng ý. Mai Thu Huyền đã thông báo với anh Thành về điều đó và anh Thành hoàn toàn ủng hộ quyết định của Mai Thu Huyền. Và anh Thành muốn gửi lời chúc mừng cũng như cảm ơn đến em, và anh cũng rất thường xuyên theo dõi những thông tin về của em, và anh muốn gửi lời dành lời hỏi thăm đến em. Vâng, và giá khởi điểm em không được quyền từ chối, cho nên là em cứ tận hưởng cái niềm hạnh phúc mà mọi người sẽ dành cho em thôi. Em có muốn đứng đây hay là em muốn ngồi bên dưới? Đứng đây nhá. Ok, vâng, chị Trịnh Kim Chi ạ, mời chị có thể chia sẻ một chút cái cảm xúc của chị lúc này.
Lại một lần nữa Kim Chi lại được đứng đây và mặc một cái bộ đầm để đấu giá ủng hộ cho cô em gái của Chi. Thực ra thì Chi với lại Mai Phương thì rất là thân thiết từ lâu lắm rồi, và cũng đã từng đóng phim chung, đã từng đóng kịch chung, đã từng ăn những cái bữa cơm hộp chung với nhau, rồi đã từng ngồi với nhau trong bệnh viện và lo lắng cũng như là chia sẻ với nhau rất là nhiều điều khi mà em bệnh, rồi cũng cắt bánh kem cho con gái của mình, đúng không em? Cho nên là ngày hôm nay thì chị rất là vui khi được gặp em ở trên sân khấu như thế này, gặp tất cả mọi người ở đây, và cũng rất là mong mọi người hãy chia sẻ, bởi vì chúng ta cũng biết cái căn bệnh này thì gọi là căn bệnh nhà giàu, mà Phương thì cũng phải là nhà giàu, cho nên là tất cả mọi đóng góp đều là vô giá. Cho nên là tất cả Chi chỉ mong rằng ngày hôm nay mọi người hãy mở tấm lòng của mình và hãy trao những cái yêu thương đến cho Mai Phương. Xin cảm ơn. Dạ vâng, cái bộ trang phục này thì khi mà được đấu giá trên online thì người đang trả mức giá hiện tại đó là nhà báo Nguyễn Minh Thúy. Không biết là chị Thúy hiện nay có mặt đây không ạ? Với mức giá là 5 triệu đồng. Một bộ trang phục dạ hội đẹp như này. Bạn Hải lại đấu giá nữa, vẫn có ngân sách, bơm thêm ngân sách rồi. Đây là mạnh đấu giá lên về Hải. Vâng. Dạ vâng, không thì cũng đã chia sẻ rồi ạ, thì em xin phép không đấu giá. Thì tuy nhiên rằng là cũng xin phép là gửi tặng Mai Phương 10 triệu. Bởi vì thực ra là trước khi đến đây thì là anh cũng đã biết được cái câu chuyện của Mai Phương thông qua chị Huyền. Anh với chị Huyền thực sự là rất thân với nhau. Thì cũng là chị Nguyễn Thu Huyền nha. Vâng, chị Nguyễn Thu Huyền kia. Là Huyền kia, hai người cùng tên là Huyền. Vâng, đúng ạ, em xin lỗi. Thì cũng rất là biết được câu chuyện của Mai Phương, thì cũng rất là mong muốn là góp một cái phần nào đó để như Mai Phương vừa nói đấy, mình cuộc chiến này không công bằng, nhưng mà mình hãy cố gắng lên em nhé. Cảm ơn Ngọc Hải rất là nhiều. Cảm ơn em. Huyền cũng xin chia sẻ thêm khi mà Hải nhắc đến chị Huyền, bởi vì khi mà Huyền sau khi Huyền quay cái chương trình Đẹp Không Giới Hạn ấy thì có nói chuyện với chị Huyền là Mai Phương cũng đang bị bệnh, thì chị Huyền lập tức không cần suy nghĩ, không cần đắn đo, bay vào Sài Gòn để gặp Mai Phương và đưa thuốc cho Mai Phương sử dụng để cho Mai Phương có thể là phục hồi, hỗ trợ được cái việc điều trị ung thư của mình. Cảm ơn chị Huyền rất là nhiều ạ. Vâng, và bây giờ bộ đầm này Hải muốn nói tiếp. Hôm nay có bạn My ạ, xin giới thiệu với anh chị ạ. My thì bình thường nó rất là hay như là họa My ạ, nhưng mà tuy nhiên rằng là đang bị một chút gọi là vấn đề bị họng, cho nên là My không có nói được, có nhờ em nói. Thì My có ủng hộ cho chị Mai Phương là 10 triệu ạ. Wow, 10 triệu. Được cảm ơn. Tức là My chưa cần nhiều. Đấu chưa giá. Cần đấu giá. Bộ giá hội này vẫn giữ nguyên. Là Phương sẽ rất là cố gắng là mình chiến đấu tiếp tục. Vâng, cảm ơn rất là nhiều ạ. Vâng, và trong khán phòng này nếu như ai bị khan tiếng không nói giơ ngón tay lên được vậy ạ. Vâng, chúng tôi cũng cảm nhận được. Như vậy là chúng ta đã có 20 triệu đồng, mặc dù bộ dạ hội này vẫn còn đứng nguyên đây là mức giá 5 triệu. Mức giá khởi điểm vâng, cho bộ đầm này khởi điểm là 5 triệu. Vâng ạ, xin mời chị ạ. Em mời chị có thể giới thiệu về mình được không ạ? Em là Minh Nghi, nhưng mà bạn em từ xa, bạn em kêu là đấu giá cái này là 10 triệu. Dạ, cho em hỏi bạn chị tên là gì ạ? Dạ, Ngọc Huệ. Ngọc Huệ vâng, đang theo dõi qua livestream của chúng tôi. Đang theo dõi qua livestream. Dạ. Ngọc Huệ đang trả mức giá cho bộ đầm 10 triệu. Dạ. Vâng, và tôi sẽ đấu Ngọc Huệ, tôi trả 12 triệu cho bộ đầm này. Vâng. Ngọc Huệ ơi, Ngọc Huệ, bạn có theo dõi chương trình đó không ạ? Tôi đang trả cho bộ đầm này là 12 triệu. Anh Thơ mặc bộ này đẹp lắm đấy Bình Minh. Vâng, về sẽ bỏ thêm tiền mua thêm giày cao gót nữa thôi. Dạ. Yên tâm, Ngọc Hồng dễ sửa làm sao cho vừa với vợ Bình Minh. 12 triệu đồng ạ. Vâng, và mình xin phép trả bộ đầm này là 12 triệu. Và cũng rất mong nhận thêm được tấm lòng của tất cả quý vị. 12 triệu đồng cộng với 20 triệu là chúng ta đang có 32 triệu. Vâng, nhưng mà vâng, bộ này là 12 triệu thì dạ quá. Vâng, xin mời chú ạ, vâng, đại diện à. Của Nhung dạ, Kim dạ, Hà. Mời chú. Dạ, con mời chú. À, vâng, mời chú, mic cho chú. Dạ, dạ, để không, chú ngồi đi không, để con chạy xuống. Chú cứ ngồi im ạ, tuổi cao nhưng mà sức không yếu, chú nhưng mà chú ngồi im ạ, để con. Đấu giá rồi, chú nhận cái đó, chừng nào nhà nhận cái áo, nhận luôn. Luôn hả? Nhận liền luôn hả? Dạ, nhưng mà nhận một đầm thôi, chứ không cần nhận chi tiền. 15 triệu. 15 triệu, chú nhận ngay trên sân khấu luôn, chú trả 30 triệu, lột đồ luôn. Rồi, chứ là 15 triệu. 15 triệu đồng ạ. Vâng, vâng, xin mời bác sĩ Lê Chí Cường. Chính Kim Chi lột đồ ngay tại sân khấu để mang đầm về ngay và luôn. Ban tổ chức chuẩn bị mấy cái vải bom lại. Xin chuyển cho bác sĩ Lê Chí Cường ạ. Bác sĩ của ngôi nhà làm đẹp. Vâng. Em xin phép đấu giá bộ đầm này là 20 triệu. 20 triệu đồng. 20 triệu. Cường ơi, chị thấy vợ em bên cạnh. Dạ vâng chú, có con.
Bác tổ chức, bộ phận hậu cần chuẩn bị mấy cái vải để quấn cho chị Kim Chi. Nhanh. Và trước khi chú đưa ra giá là đề nghị để tắt hết máy quay phim chụp hình. Dạ. Thật sự là chú cũng rất thích bộ đầm đó lắm. Nhưng mà chú không biết sao chú nhận về. Thành ra chú tặng cho chú đấu giá không xong thì chú cũng tặng Mai Phương 10 triệu. À, tức là chú, xin phép chú bây giờ vẫn đang trong thời gian đấu giá. Thành chú cứ đấu giá đi. À, chú tặng riêng Mai Phương 10 triệu. Tức là ba người tặng riêng rồi là được 30 triệu. 30 triệu. Vâng ạ, em mời chị. Vâng, bạn chị lại đấu tiếp ạ. Ủng hộ bao nhiêu ạ? 2 triệu, dạ vâng. Ủng hộ xin được cảm ơn là, bạn của chị ạ. Chúng ta được 32 triệu tiền ủng hộ. Còn bộ trang phục này đang là 20 triệu. 20 triệu chưa đủ vốn đúng không Ngọc Hồng? Rồi, bây giờ xin mời anh có thể giới thiệu về mình ạ. Không không, bộ đầm này đủ vốn khoảng 80 triệu thôi. Dạ, còn thiếu 60 nữa. Tôi đây là ông xã của Mỹ Phương, chủ nhãn hàng Cao Gừng, Tăng Mở. Cái tôi đấu giá cái đầm này là 30 triệu. Ngoài ra là có, xin phép, có nghĩa là nếu mà thành công hay không thành công thì Mỹ Phương vẫn ủng hộ cho bạn Mỹ Phương là 20 triệu. Dạ, dạ vâng. À, tức là hiện nay anh đang đấu giá lúc này là 30 đã. Triệu. Dạ, vâng. Mai Thuyền muốn mời Hoàng Mỹ Phương có thể đứng lên được không ạ? Bởi vì đây là Mai Thuyền đặc biệt có tình cảm với đôi vợ chồng này. Hoàng Mỹ Phương vừa rồi đã được đạt giải trong cái cuộc thi mà Mai Thuyền cũng được may mắn làm giám khảo, đó là Á hậu doanh nhân thế giới ở tại Úc. Và điều đặc biệt mà Huyền nhớ mãi cái đôi vợ chồng này không phải là vì Phương xinh đẹp, vì Phương dễ thương, mà vì lúc nào cũng có chồng ở bên cạnh và đồng hành. Em thật là tuyệt vời khi có một người chồng như vậy. Vâng, chúng ta đang có mức giá 30 triệu đồng ạ. 30 triệu đồng lần thứ nhất. Tiền ủng hộ là bao nhiêu nữa? 32 triệu. Là 62 triệu. Thôi tiền ủng hộ cứ tách riêng ra. Thì đúng rồi, mình cứ tách đi. Bây giờ là 30 triệu đồng. Nhưng mà sao mình đi xin đủ 100 ngừng nhá, đừng xin nhiều quá. Vâng, 30 triệu lần thứ nhất ạ. Vâng, sao tự nhiên lấy con số 30 trong máy điện thoại này livestream tắt hết là sao nhỉ? Có thể lại livestream tiếp giùm em được không? Vâng, ủng hộ bao nhiêu cũng được ạ. Cái này là Phương để anh nhá. Cái này là để anh. 30 triệu lần thứ nhất. Là khi nào được 100 mình mới thỏa mãn hả? Không, 90 được ạ. Mới có được 62 thôi. 30 triệu lần thứ hai ạ. Và thôi mình cũng không nên để khán phòng im lặng như vậy nhỉ? Thôi mình chốt đi được không? 30 triệu lần thứ nhất. Mình chỉ còn có 1 phút nữa thôi ạ. Vâng. 30 triệu lần thứ nhất thôi ạ. 30 triệu lần thứ hai. Vâng, và chúng tôi đón nhận tất cả tấm lòng của tất cả quý vị đang xem, đang theo dõi livestream trong chương trình hết sức là ý nghĩa nhân văn của chúng em. Khán phòng này nhiều người đẹp lắm, mà người đẹp thì mặc bộ này chắc chắn sẽ đẹp. Và 30 triệu lần thứ ba. Vâng, xin được chúc mừng Hoàng Mỹ Phương, xin mời hai vợ chồng của Hoàng Mỹ Phương cùng lên sân khấu ạ. Và như vậy là em ơi, lời hứa của em là 30 triệu là chị phải lột đồ hả hay sao? Đâu, đại diện Nhôm Kim Hằng nếu mà đấu giá được thì lột đồ ngay tại đây. Nhưng mà chú ơi, tụi con còn hai vật phẩm nữa phía sau. Dạ. Không, tí nữa sẽ mời Hoàng Mỹ Phương vào bên trong mặc thử bộ này luôn. Không, bây giờ lên đây đã. Lên đây. Ôi, xin mời hai vợ chồng luôn. Hai dạ, vợ chồng anh. Luôn. Dạ. Rất là cảm ơn hai vợ chồng ngày hôm nay đến rất nhiều. Như vậy thì tổng số tiền mà chúng ta ủng hộ cho Mai Phương trong chương trình ngày hôm nay sẽ là 62 triệu đồng. Em ơi, em có thể nói một chút xíu cảm xúc của em chị với ơi, không? Chị ơi, chị. Chị à, Phương ơi. Chị em mạn phép, em xin góp thêm 8 triệu nữa cho đủ 70 triệu. 70 triệu đồng, vâng. Cảm ơn Đình Minh. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Em phát biểu cảm tưởng. Thật ra là em rất là... em không biết nói sao, chắc phải nói cảm ơn một lần nữa. Nhưng mà em xin phép, em biết là các anh chị không cho em được từ chối. Nhưng mà em nghĩ vậy nè. Hồi trước khi mà em bệnh á, thì thật sự em không phải là người muốn chia sẻ thông tin, mà vô tình thông tin đến với các anh chị và em nhận được cái tình yêu thương đó. Nhưng bây giờ em nghĩ là bé Hạnh An thật sự cần cái số tiền đó hơn em. Em vẫn nhận, nhưng em xin phép được chuyển giao toàn bộ số tiền đó để gửi cho bé Hạnh An. Ít ra là ngày hôm nay em có mặt trong chương trình này, em chưa đóng góp được gì hết, hát cũng không được tại vì em ho quá. Thì ít nhất cái sự xuất hiện của em nó còn có giá trị. Còn em nhận số tiền này thì bản thân em
cảm thấy mình xuất hiện nó không có giá trị gì cả. Nên em muốn cái số tiền đó em vẫn nhận, nhưng mà em chuyển giao nó thành cứ coi như là của em đại diện các anh chị để gửi đến cho anh Thành. Còn với em cũng xin hứa với mọi người rằng nếu như một ngày nào đó mà em thật sự cần các anh chị một lần nữa, em sẽ dũng cảm lên tiếng chứ không có trốn tránh để mà mọi người xung quanh em phải lo lắng và phải lên tiếng giùm em nữa. Và đó là cái ý nguyện của em lúc này. Nhưng mà cái điều này thì... Vâng, tất cả quý vị cũng như tôi đều cảm nhận được cái điều mà Mai Phương vừa chia sẻ. Đó là tấm lòng của Mai Phương. Nhưng mà tôi xin phép có một gợi ý như thế này. Nếu như quý vị đồng ý thì quý vị hãy cho em chào pháo tay. Mai Phương ở đây cũng như bé Hạnh An mặc dù không ở đây, nhưng trong đêm ngày hôm nay chúng ta cùng ở đây không phải vì chữ tiền mà là vì chữ tình. Với số tiền không phải 70 triệu, nó không phải là quá lớn, nhưng cái tình của tất cả mọi người dành cho Mai Phương, đó là điều chúng ta cần phải bàn. Và bây giờ để như vậy đi, để Mai Phương không phải áy náy, không phải suy nghĩ. Bây giờ 70 triệu đó Mai Phương ủng hộ cho Hạnh An 50, còn giữ lại 50, đúng không ạ? 50-50 cho tình cảm, đúng không ạ? Như vậy Mai Phương không áy náy, và để cho tình cảm của tất cả quý vị ở đây vừa dành cho Hạnh An được, vừa dành cho Mai Phương được. Quý vị đồng ý không ạ? Vâng, vậy chốt không lan tan nữa và chúng ta đấu giá tiếp, đúng không Mai Thu Huyền? Vâng, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rất là cảm ơn tấm lòng của Mai Phương. Anh Thành đã chắc chắn, anh Thành hiện nay đang theo dõi, anh Thành và Hạnh An đang theo dõi livestream ở tại Singapore, và chắc chắn anh đã nghe được tất cả những cái tình cảm này của Mai Phương cũng như tất cả mọi người dành cho cha con anh từ đầu chương trình đến giờ. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Trịnh Kim Chi, Mai Phương và hai vợ chồng của Hoàng Bích Phương. Và bây giờ nếu Hoàng Bích Phương cũng có thể vào trong thay được. Vâng, cảm ơn ạ. Và trước